hoàng cổ trấn của Việt Nam. Đây là hồ sinh thái của thành phố Sapa. Nghi Xuê là tàu à? Nhau lắm.
dưỡng này. Quay lại cái tù rồi, quay rồi. Đấy, nhà hàng anh Dũng đấy, ở Ninh Bình đó, nhà hàng nổi tiếng đấy. Còn vừa ông cha anh Dũng không biết có phải đằng này không? Nó chuyên là nhà hàng với là khách sạn. Cái tên ấy hay thì nhiều người đặt lắm. Ở đây lạnh đến chỗ nào cũng thấy lỏng.